Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá của mình. Thì cuối cùng hôm nay trời cũng nắng rồi đó các bạn. Sau 4-5 ngày mà mưa khẽ dầm về luôn thì bữa nay trời hé nắng lên rồi. Thì mình tranh thủ á, mình hút cạn toàn bộ ha, mình hút cạn toàn bộ những cái hồ cá bé màu của mình luôn, hút cạn là mình châm nước mới cho tụi nó. Thì trong khoảng thời gian mưa thì mình cũng có làm, nhưng mà mình làm cũng ít mọi người, mỗi lần hút một ít rồi châm lại thôi. Ha, với lại vô thuốc ngừa bệnh rồi. Như cái hồ này mình vô thuốc ngừa bệnh thì nay nó vẫn còn xanh nè các bạn thấy không? Mình mới vừa hút cặn đó để châm nước mới vô ha, sẵn xả thuốc cho tụi nó luôn ha. Rồi mời các bạn đồng hành cùng với mình nha. Thì cũng không có gì ha, đơn giản thôi, sẵn mình kiểm kê lại những thiệt hại qua cái cây mưa, qua cái chập mưa kỳ rồi luôn nha mọi người ha. Sẵn mình kiểm kê rồi mình thăm cái đàn cá, những thăm cái đàn cá của mình kỹ hơn chút. Tại vì mưa gió rồi mình cũng không có mà dầm mưa rồi mình chạy ra ngoài này để mà mình thăm tụi nó. Mình sau khi tạnh mưa thì mình ra mình thăm thôi ha. Bữa nay mà thăm cũng không được kỹ lắm. Bữa nay sẵn có dẹp á, mình hút cặn rồi cái mình thăm lại tụi nó luôn ha. Tổng kết rồi lại thiệt hại rồi luôn ha, vẫn có thiệt hại nha mọi người. Thiệt hại nhưng mà ít. Mình thiệt hại 2-7 cá con. Bài đó đó, cái bài đó đó, sợ nhốt chặt, đem cái hồ bự vô xử lý cái hồ để mà nhốt tụi nó, nhưng mà cuối cùng là cũng bị thấy tụi nó hơi bị đây, sẵn xả nước đây, thấy tụi nó hơi bị lắc nhẹ nè, túm được kim nhẹ đó, nó cũng đang vô thuốc cho tụi nó, cứu được cứu cũng không được thôi, thiệt hại bài này ha, với lại bài trong kia nữa, là 2 bài, nhưng mà bù lại thì mình được bài này quá là đông ha. Nếu mà hư thì rất là ổn, mọi người xem cá rất là đông, nếu mà hư thì rất là ổn. Bù lại thì mình được một bài cá con mới trên đây, mới đẻ ngày hôm qua. Giờ mình mới vừa lên một bài ở bên đây thì cũng tương, bài này cũng tương đối là đông, mới lên ngày hôm qua luôn đó ha. Nắng lên rồi thì sẽ cố gắng dưỡng 2 bài này thôi. Hồ thì mình mới vừa xử lý xong ha, mấy cái hồ mà hết cá rồi mình đã ngâm rồi, xong xuôi rồi đó, bây giờ nó cũng sẵn sàng để mà được nó lên cá con đồ, chuẩn bị là cho đẻ hơi bị nhiều luôn á. Lần này là mình sẽ cho đẻ hơi bị nhiều, bù lại những cái tổn thất trong cái khoảng thời gian qua nha. Tổn thất đa số của mình toàn là dính cá con không nha mọi người ha, ổn cái đó thôi mà cũng không sao. Cái bầy cá con, những bầy cá con sau này bắt lại thì hứa hẹn sẽ ngon hơn những bầy cá con mà mình tổn thất nữa. Tại vì là hàng giống mình mới vừa tuyển lại luôn ha. Đó, lúc trước á, và giống những con giống chủ đạo của mình thì còn nguyên nè. Sọt nha. Hàng ri bông giống thì mình đã dẹp rồi. Mình tuyển lại thêm được mấy cặp cá giống mới. Bên đây là hàng sọt ri bông nè. Đó, sẽ hứa hẹn sẽ rất là ngon. Tại sao mình nhốt trống ri bông vô trong đây luôn ha, phụ cho mấy con trống kia dí mái mọi người, chứ cũng không có gì hết, phụ cho mấy con trống kia dí mái. Tại vì cũng hàng sọt mà khó dí mái vậy lắm, thành ra dư trống ri bông mà hàng ra trống ri bông nhiều chứ mái ri bông ít đó, thành ra mới có xe được có 2 cặp sọt ri bông thôi. Mình bắt lại được mấy cặp để mà mình làm giống, là hy vọng là sẽ sau này sẽ có nhiều cá hơn để mà share cho mọi người sọt ri bông. Đó, còn bên đây là hàng ri bông tia đẹp nè, hấp môn luôn nha. Thường thường cái bộ hấp môn nó sẽ đi chung với là bộ BDS nha mọi người. Ít có ra mà cái vụ mà sắp phin hấp môn lắm. Đó, bên đây nè mọi người. Trống hấp môn ha. Cái này là hy vọng là sẽ có cá ok nè. Còn đây là những bầy cá tơ của mình. Cá tơ thôi nha mấy bạn. Mới vừa biết trống mái thôi, mới vừa ẩn trống thôi.
mới à, đây cũng vậy nữa nè. Đó, sáng phải hút cặn cho nó, số lượng cũng khá là nhiều ha. Tầm khoảng 10 15 ngày nữa là có lên cá nó rồi đó. Mình sẽ tiễn ra, đẹp thì mình sẽ lên cho mọi người, xấu thì mình sẽ tặng cho hay gì các kiểu đồ hàng thủy sinh. Tại vì mấy cái bầy này là cũng là mấy cái bầy mà mình thí nghiệm thôi, chứ không ấy, không phải là ra ép lên cá đẹp ra ấy không. Ra nhìn nó cũng không được đẹp cho lắm, nó không được ngon cho lắm. Chuyển hàng đẹp trong đây cũng hơi bị khó đó ha. Mấy bài này là mình chỉ thí nghiệm thôi, thí nghiệm thằng rồng Indo á, thí nghiệm rồng Indo ép với rồng Thái rồi nó ra cái gì ha. Mà có bộ không được thành công cho lắm. Đây nữa nè, rồng Indo nè, trống thì ra Indo rất là tốt, nhưng mà tia thì không ngon, tia ra không được ngon đó, ảnh hưởng cái tia đó mọi người. Nuôi thì cũng phải thí nghiệm vài bầy vậy đó, cá con thì nhiều. HP Red nè, bây giờ là mình đang chăm nước cho tụi nó, chăm nước vô rồi tầm khoảng 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ sau mới cho ăn. Còn đồ mình sẽ làm tất cả những thứ như thay nước ấy rồi trước khi cho nó ăn, làm xong rồi cho nó tầm khoảng 2 tiếng 3 tiếng nghỉ xả hơi quen với nước mới rồi mới cho ăn. Đó, các bạn cũng có thể là làm sau khi mà cho ăn, nhưng mà sau khi tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ là cho ăn xong, 3 tiếng đồng hồ tới chiều quá, chưa chiều gì đó, rồi các bạn chăm nước cho tụi nó. Này là Coret Double Boom Finsi nha, sắp Finsi. Con máy bộ phin rất là dày. Mình thử nghiệm là cho trống rìa bông, ép máy rìa bông, nhốt 5 con trống rìa bông dí một con máy rìa bông luôn, trong một cái khoảng gọi là cái hồ cũng nhỏ chứ không lớn. Coi nó có đậu hay không. Nhưng mà nhốt này lâu rồi mà vẫn chưa thấy nó có bầu, có bì gì hết. Đây một bầy rồng Indo khác nữa nè. Tổng cộng là mình đang có 4 bầy cá tơ. 4 5 bầy cá tơ, 5 bầy cá tơ là chuẩn bị là lựa tuyển đồ ra đặng có cá đẹp đồ xe cho mọi người, còn cá xấu thì mình sẽ dạt ha. Coi vậy chứ có không nhiều lắm đâu, tại vì những cái bầy này là những cái bầy thí nghiệm của mình. Thành ra là ra cá đẹp thì mình thấy cũng tương đối là ít chứ không nhiều, không nhiều. Đó. Đang bày nữa chứ, là 6 bày. Đó, và cũng đang ửng luôn nè, một lượt á, mình ép một lượt á. Đỡ ra một lượt luôn. Rồng này mình thí nghiệm cũng mấy bày chứ không phải. Mình tại vì mình lựa một đợt máy rồng Thái, mình cho con trống Indo dí, mà một đợt đó con mình máy rồng Thái tầm khoảng 5-10 con vậy đó. Coi rét nè, còn nha mọi người, ai cần thì cứ việc liên hệ với mình ha. Tại hiện tại lúc rài tình hình ship nó cũng hơi căng một chút xíu, không biết là mọi người có nằm trong vùng cách ly hay không. Bữa nay vẫn không cách ly, nhưng mà ngày mai nó cách ly cái rồi là mọi người sẽ không nhận được cá, thành ra mình cũng hơi ngán cái vấn đề đó. Mà cái con cá bé màu này mọi người biết là nó đi tới chỗ mọi người là cũng 2-3 ngày rồi đó, mà mọi người giờ đó mà mọi người chưa nhận được cá trả trở về nữa thì nó chịu đâu có nổi, 2-3 ngày nữa là xong rồi, thành ra mình cũng sợ. Trên đây toàn là máy ha, bầy trên này là thiếu trống, bầy dưới dư trống. Con máy khác đẻ thôi. Đây mình còn bầy nữa nè.
Trên đây là full red, dưới này là bầy con của co red đang lên đầu. Trên này là full red BDS nè. Những con cá giống. Thấy tụi nó nhả bọt. Quá nè. Cá bảy màu mà nhả bọt như cá bét ta. Nè, sẵn bên đây mình hứng nước đây rồi, mình cho các bạn xem cái bầy cá giống ấy nè, giống của gì rồng ri bông. Mình lựa được tổng cộng là 5 con mái, 4 con trống, tổng cộng là 9 con. Thì nói về bộ fin, bộ đuôi, bộ ri bông của dòng hàng giống này thì các bạn khỏi cần phải nói rồi. Trống thì trống là trống Half Moon, tia đẹp, vây bự ha. Cũng đang rất là hóng tụi này, cho tụi này mà có cá con rồi một cái là ngon luôn. Đang cũng đang rất là hóng luôn nha, hóng dữ lắm. À, những cái gì mà mình cố ý mình làm ra, mình trông chờ á thì rất là trông luôn nha mọi người. Trong nó có cá con rồi, đặng coi cá con nó lớn lên như thế nào. Còn ngay cái hàng thí nghiệm á thì chừng nào mày lớn không quan trọng. Đợt này thì rồng đẹp, rồng ra đợt sau ha, tầm khoảng vài tháng nữa, 1-2 tháng nữa thì nó sẽ có rồng đẹp cho mọi người luôn. Đây hàng rồng sọt của mình, hàng giống nè. Lựa ra được mấy con á. Để giống bày trước ha, cái bầy khác với bầy bên hồ kính, cái bầy này đã bầy trước. Mình bắt giống bầy trước. Hồ này là chuẩn bị là chờ cá con ra là cho lên đây luôn nè. Còn đây là rồng BDS nè, mình còn được nhiêu đây nè. Thôi, bye bye, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình.